Hôm nay, ngày 1 tháng 2 năm 2024, hãng Mitsubishi đã chính thức ra mắt phiên bản Hybrid HEV của dòng xe Xpander và Xpander Cross ở thị trường Thái Lan. Sở dĩ sự kiện này được tổ chức ở Thái Lan, vì đây là địa điểm sản xuất của Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV mới. Mẫu MPV này được lắp ráp tại Thái Lan, thay vì Indonesia là do ưu đãi dành cho xe hybrid. Ưu đãi tại Thái Lan dành cho xe hybrid lớn hơn nhiều so với ở Indonesia. Do đó, giá bán của xe hybrid tại Thái Lan có thể ngang bằng với xe dùng động cơ đốt trong. Ông Katsuo Nakamura, phó chủ tịch của Mitsubishi, từng giải thích trong triển lãm Japan Mobility Show 2023 diễn ra tại Nhật Bản vào hồi tháng 11 năm ngoái. Đúng như dự đoán từ trước đó, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 sở hữu thiết kế tổng thể, không khác gì phiên bản máy xăng thông thường. Điểm nhấn của xe nằm ở hệ truyền động hybrid mới, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 1.6 lít, sản sinh công suất tối đa 95 mã lực và mô men xoắn cực đại 134 Nm, kết hợp cùng một motor điện. Nhờ đó, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 có công suất tổng cộng 116 mã lực cùng mô men xoắn cực đại 255 Nm. So với bản máy xăng, động cơ hybrid này mạnh hơn 11 mã lực và 114 Nm. Tuy nhiên, trọng lượng của xe đã tăng thêm 165 kg. Bù lại, mẫu MPV này có lượng xăng tiêu thụ trung bình chỉ 19,2 km trên lít, khoảng 5,2 lít trên 100 km. Chưa hết, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 còn được trang bị hệ dẫn động cầu trước, cũng như hệ thống Active Draw Control, AIC giúp kiểm soát lực phanh khi đánh lái gấp hoặc vào cua, tương tự Sports. Bên cạnh đó là 7 chế độ lái, bao gồm thông thường, Normal, đường trơn oét, đường sỏi gravel, đường nhựa tarmac, đường bùn, mắt, EV chạy 100% bằng điện và EV charge sạc pin. Bên cạnh động cơ hybrid mới, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 tạo sự khác biệt với bản máy xăng bằng logo HEV xung quanh xe. Những điểm nhấn màu xanh dương xuất hiện trên cản trước, vành la răng, bệ cửa và cản sau cũng là đặc điểm nhận dạng của phiên bản hybrid. Trong khi đó, hệ thống treo mới khiến khoảng sáng gầm giảm 10 mm. Xe cũng có thêm hệ thống trợ lực lái điện mới và nhiều vật liệu cách âm hơn. Tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 có những trang bị ngoại thất đáng chú ý, như đèn pha LED tự động bật tắt, đèn LED định vị ban ngày, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, kính lái cách âm, gương chiếu hậu gập điện, chỉnh điện, tích hợp đèn báo rẽ, anten vây cá mập, vành hợp kim 17 inch phay sức hai màu, lốp 205, 55:17. Bên trong xe là không gian nội thất 7 chỗ ngồi như phiên bản máy xăng. Nội thất của xe phối 2 tông màu đen, nâu với ghế bọc da chống tích tụ nhiệt, ghế trước chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ lái chỉnh tay 4 hướng. Hàng ghế thứ 2 gập 40-20-40, có thể ngả về phía sau hoặc dịch chuyển lên xuống. Và hàng ghế cuối gập 50-50. Tiếp đến là vô lăng chỉnh 4 hướng, tích hợp một số phím chức năng, vô lăng, cần số bọc da, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 4,2 inch. Màn hình cảm ứng trung tâm 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay, Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa, cổng USB tai A, tai C, nguồn điện 12V, điều hòa tự động với màn hình hiển thị kỹ thuật số. Trong khi đó, trang bị an toàn của xe vẫn rất cơ bản với 2 túi khí trước, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân bổ lực phanh điện tử EBD, trợ lực phanh BA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cân bằng điện tử, camera lùi và hệ thống chống trượt. Tại thị trường Thái Lan, Mitsubishi Xpander HEV 2024 có giá khởi điểm 912.000 baht, khoảng 626 triệu đồng. Con số tương ứng của Mitsubishi Xpander Cross HEV 2024 là 946.000 baht, 650 triệu đồng. Đây là giá bán ưu đãi được áp dụng đến hết ngày 7 tháng 4 năm 2024. Sau thời điểm đó, giá Xpander HEV tăng lên 933.000 baht, 641 triệu đồng và 961.000 baht, 660 triệu với Xpander Cross HEV. Như vậy, nếu bán ở Việt Nam trong tương lai, Mitsubishi Xpander HEV và Xpander Cross HEV 2024 dự kiến sẽ không rẻ.